nhập khẩu chính ngạch hay tiểu ngạch, đâu là con đường an toàn và tối ưu chi phí nhất cho những người nhập hàng Trung Quốc? Hãy cùng Hoàng Ngọc khám phá ngay sau đây nhé! Nhập hàng chính ngạch Trung Quốc là gì? Tại sao nên nhập hàng chính ngạch từ Trung Quốc về Việt Nam? Nhập hàng chính ngạch Trung Quốc hiện đang là phương pháp đang được đại đa số các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh lựa chọn để hạn chế rủi ro có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Chính ngạch là hình thức nhập khẩu chính thống thông qua cửa khẩu quốc tế giữa Trung Quốc và Việt Nam. Các phương thức vận chuyển hàng chính ngạch từ Trung Quốc về Việt Nam có thể kể tới như: đường bộ, có các cửa khẩu như Hữu Nghị Lạng Sơn, Móng Cái, Quảng Ninh, Kim Thành Lào Cai. Đường biển, có các cảng biển lớn như Hải Phòng, Cát Lái Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Đường hàng không, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài. Khi nhập khẩu hàng hóa chính ngạch, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát hàng hóa. Và bên cạnh đó, người nhập khẩu phải đóng thuế nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật. Trước khi hàng hóa được thông quan sẽ được kiểm duyệt kỹ lưỡng về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ. Có hai hình thức nhập khẩu hàng Trung Quốc chính ngạch phổ biến hiện nay là: nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc là hình thức nhập khẩu mà công ty khách hàng sẽ đứng tên trực tiếp ở trên tờ khai tại mục người nhập khẩu. Theo đó, công ty khách hàng sẽ là người trực tiếp thực hiện việc đàm phán và thương lượng giá với đối tác nước ngoài. Nhập khẩu ủy thác là hình thức nhập khẩu mà khách hàng sẽ lựa chọn dịch vụ vận chuyển chính ngạch được cung cấp bởi một công ty thứ ba. Theo đó, công ty cung cấp dịch vụ nhập hàng này sẽ đứng tên trên tờ khai nhập khẩu, làm các thủ tục thông quan hàng hóa. Các đối tượng có liên quan tới quy trình nhập khẩu chính ngạch Trung Quốc bao gồm: khách hàng là cá nhân hoặc công ty mua hàng từ nước ngoài cần nhập khẩu hàng về nước sở tại. Công ty nhập khẩu, đây là bên trung gian thứ ba, cung cấp dịch vụ nhập khẩu. Hải quan là cơ quan hành chính nhà nước chuyên cung cấp, xử lý các loại giấy tờ nhập khẩu và thông quan hàng hóa. Cảng là khu vực tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa trước khi chúng được thông quan nhập hoặc xuất khẩu. Chi phí vận chuyển hàng chính ngạch từ Trung Quốc. Bên cạnh việc chuẩn bị các giấy tờ quan trọng và chi phí hàng hóa, khi nhập khẩu chính ngạch hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, bạn cần chuẩn bị thêm các chi phí phát sinh khác. Theo đó, một số chi phí có thể kể tới như: chi phí thông quan hàng hóa, chi phí xin cấp giấy phép nhập khẩu, các loại thuế nhập khẩu như thuế VAT, thuế nhập khẩu. Tại sao nên nhập khẩu chính ngạch Trung Quốc về Việt Nam? Nhập khẩu tiểu ngạch không phải là hình thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn hiện nay bởi chúng có khá nhiều rủi ro tiềm tàng như có thể bị cơ quan nhà nước kiểm tra hàng bất kỳ lúc nào. Bên cạnh đó, vào những khoảng thời gian cao điểm, tắc biên làm ảnh hưởng tới thời gian giao hàng rất nhiều. Sự chậm trễ là điều khó có thể tránh khỏi được khi nhập khẩu tiểu ngạch. Chính vì vậy có thể thấy, nhập khẩu hàng Trung Quốc chính ngạch đang là sự lựa chọn hàng đầu hiện nay bởi hình thức này có một số ưu điểm nổi bật như: hàng hóa nhập khẩu chính ngạch luôn đảm bảo đúng pháp luật được nhà nước quy định, minh bạch và đảm bảo tính pháp lý. Có hóa đơn đỏ, VAT, bộ hồ sơ, giấy tờ, xuất xứ đầy đủ, rõ ràng. Hàng hóa đảm bảo về đúng thời gian, đúng tiến độ. Những lưu ý quan trọng khi nhập khẩu chính ngạch Trung Quốc về Việt Nam. Khi nhập khẩu hàng hóa với số lượng lớn, điều quan trọng nhất là doanh nghiệp nên cẩn thận, kỹ lưỡng từng khâu một, từ tìm kiếm nguồn hàng tới vận chuyển hàng hóa. Bởi đôi khi chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, những thiệt hại mà doanh nghiệp phải gánh chịu là rất lớn. Theo đó, dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi nhập khẩu chính ngạch hàng Trung Quốc mà doanh nghiệp không nên bỏ lỡ. Tìm hiểu kỹ về đối tác, nhà cung cấp Trung Quốc. Lưu ý các mặt hàng cấm nhập khẩu. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nhập khẩu. Nếu cá nhân, nhà kinh doanh, đơn vị chưa có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động xuất nhập khẩu, chưa nắm rõ những thủ tục trong hoạt động giao thương quốc tế hay chỉ đơn giản là muốn tìm một nguồn hàng mới, tối ưu hơn thì việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ ủy thác nhập khẩu được xem là một sự lựa chọn lý tưởng nhất. Nhập hàng Trung Quốc tiểu ngạch là gì? Có phải buôn lậu không? Có rất nhiều người băn khoăn không biết nhập hàng tiểu ngạch là gì, liệu có hợp pháp không? Hãy cùng Hoa Nam Logistics tìm hiểu nhé! Nhập khẩu tiểu ngạch là gì? Nhập khẩu tiểu ngạch là hình thức trao đổi, mua bán hàng hóa giữa người dân hai nước có đường biên giới gần nhau. Giá trị giao dịch theo đường tiểu ngạch thường khá nhỏ và bắt buộc tuân thủ theo quy định của pháp luật của hai bên quốc gia. Nhập khẩu theo đường tiểu ngạch thường diễn ra ở các tỉnh biên giới nước ta như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Sơn La, Lào Cai. Hình thức này được thực hiện hầu hết bằng xe tải, đi bằng một con đường khác, không trực tiếp qua cửa khẩu. Ví dụ như người dân ở tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc với người dân ở Bằng Tường. Mỗi lần giao dịch như vậy không được quá 2 triệu đồng trên một người và trên một ngày, theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chính vì có giới hạn giá trị nhỏ, nên hình thức này được gọi là nhập khẩu tiểu ngạch, hay có tên khác là mậu dịch tiểu ngạch. Các mặt hàng thường đi theo đường tiểu ngạch như là hoa quả, rau củ, quần áo, hàng tiêu dùng. Cũng chính bởi vì giá trị thấp, nên hình thức này không có sự ổn định.
thuế nhập khẩu đường tiểu ngạch thấp hơn hình thức chính ngạch. Các thủ tục đường tiểu ngạch cũng đơn giản hơn, nên rất nhiều doanh nghiệp đã thuê người dân ở vùng biên giới thực hiện giao dịch nhằm mục đích giảm thuế khi nhập khẩu. Ưu nhược điểm nhập khẩu tiểu ngạch là gì? Nhập khẩu bằng đường tiểu ngạch có những ưu nhược điểm sau. Ưu điểm: các thủ tục nhập khẩu được thực hiện nhanh gọn, đơn giản và tiết kiệm. Chi phí vận chuyển theo đường tiểu ngạch thấp, thuế phải nộp ít hơn. Vận chuyển dễ dàng bằng xe tải trên đường bộ. Các nhà vận chuyển sẽ gom hàng lên một xe chung, sau đó tiến hành khai hàng hóa chung. Nó cũng tiết kiệm thời gian hơn vận chuyển chính ngạch. Nhược điểm: nhập khẩu tiểu ngạch tính ổn định không cao. Giá trị hàng hóa nhỏ và bị giới hạn, kim ngạch hàng hóa cũng sẽ bị thay đổi theo chính sách kiểm định, thời vụ thời tiết. Nhiều doanh nghiệp lợi dụng đường tiểu ngạch để tránh thuế, biến tướng thành buôn lậu. Nên nếu nhập khẩu theo đường tiểu ngạch không được kiểm soát chặt chẽ, sẽ làm tình trạng buôn lậu, nhập hàng hóa kém chất lượng vào Việt Nam tăng cao. Nhập khẩu hàng tiểu ngạch có phải buôn lậu không? Câu trả lời là nhập khẩu hàng hóa theo đường tiểu ngạch không phải là buôn lậu vì vẫn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Nó cũng chỉ là một hình thức giao thương bình thường, có thể thanh toán bằng tiền mặt và thậm chí không cần đến hợp đồng mua bán. Ngoài ra, buôn bán đường tiểu ngạch vẫn phải chịu thuế. Nó phụ thuộc vào giá trị hàng hóa và được gọi là thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch. Hàng hóa vận chuyển qua biên giới vẫn phải chịu sự kiểm tra kỹ càng từ các cơ quan thuế quan, biên phòng, kiểm dịch, xuất nhập cảnh. Đây là chia sẻ của Hoa Nam để trả lời cho câu hỏi nhập khẩu đường tiểu ngạch là gì. Hy vọng video này sẽ giúp bạn tìm được phương thức vận chuyển mới phù hợp với tình hình kinh doanh của mình. 6 tiêu chí để đánh giá đơn vị vận chuyển Trung Quốc Việt Nam uy tín. Hiện nay, để tìm kiếm một công ty vận chuyển hàng Trung Quốc không khó, nhưng để chọn được đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ chất lượng lại không phải điều dễ dàng với mọi người. Bởi, thực tế hiện nay cho thấy, trên thị trường đã và đang xuất hiện hàng trăm công ty vận chuyển hàng Trung Quốc. Điều đáng nói ở đây là công ty nào cũng quảng cáo dịch vụ vận chuyển với mức phí rẻ, chất lượng tốt. Nhưng, không phải đơn vị nào cũng cam kết 100% về điều đó. Chính vì thế, khách hàng gặp phải khá nhiều khó khăn để chọn được một công ty vận chuyển hàng Trung Quốc uy tín. Hiện tại, việc lựa chọn một đơn vị vận chuyển hàng Trung Quốc không phải là điều đơn giản, bởi lẽ có quá nhiều đơn vị vận chuyển hàng Trung Quốc. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam ngày càng tăng. Chính điều này đã kéo theo sự ra đời của hàng loạt các đơn vị ship hàng Trung Quốc về Việt Nam. Tuy vậy, thực tế cho thấy rằng không phải đơn vị vận chuyển nào cũng uy tín và bạn có thể gặp rủi ro bất kỳ lúc nào nếu lựa chọn nhầm địa chỉ kém chất lượng. Các đơn vị vận chuyển hàng chậm. Thời gian vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố đơn vị vận chuyển chiếm một phần cực kỳ quan trọng. Khi lựa chọn một đơn vị vận chuyển, rất khó để biết được đơn vị vận chuyển đó có thể đảm bảo được thời gian vận chuyển như đã cam kết hay không. Hàng hóa gặp rủi ro. Trong quá trình vận chuyển hàng từ Trung Quốc về, nếu không được vận chuyển cẩn thận thì hàng hóa có thể bị hỏng bất kỳ lúc nào. Nếu như không có một địa chỉ uy tín, việc hàng hóa bị hỏng hóc là điều thường xuyên diễn ra và khó có thể khắc phục được. Hãy cùng Hoa Nam Logistics khám phá 6 tiêu chí để đánh giá đơn vị vận chuyển Trung Quốc Việt Nam uy tín. 1. Công ty đã hoạt động nhiều năm. Để đảm bảo lô hàng của bạn được chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam an toàn thì bạn nên tìm đến những công ty đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Những đơn vị hoạt động nhiều năm thường đảm bảo được tiến độ vận chuyển cũng như chất lượng hàng hóa cho bạn. Đó cũng chính là lý do mà các công ty hoạt động nhiều năm luôn được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Bạn có thể tìm kiếm thông tin này trên các website, fanpage, các hội nhóm về vận chuyển. 2. Bảng phí vận chuyển rõ ràng. Lựa chọn bất cứ một đơn vị vận chuyển nào thì chi phí cũng là yếu tố hàng đầu được mọi người quan tâm. Bởi, một đơn vị có mức phí vận chuyển hợp lý, công khai minh bạch, không giấu giếm khách hàng luôn được mọi người đánh giá cao về độ uy tín và chất lượng. Thông qua bảng giá công khai của công ty vận chuyển hàng Trung Quốc, mọi người dễ dàng xác định được khoản phí phải trả cho lô hàng của mình. Nhờ đó, việc đàm phán, ký kết hợp đồng giữa hai bên sẽ trở nên dễ dàng hơn. 3. Bảo hiểm hàng hóa uy tín. Ngoài những tiêu chí trên thì dịch vụ bảo hiểm hàng hóa cũng chính là tiêu chí giúp bạn xác định được công ty vận chuyển đó có uy tín hay không. Thông thường, một đơn vị được đánh giá cao về độ uy tín sẽ đảm bảo hàng hóa không bị thất lạc, hỏng hóc hay bị mất. Trong trường hợp họ không đảm bảo được điều đó thì bên vận chuyển sẽ cam kết đền bù cho khách hàng. Vì vậy, nếu đơn vị nào cam kết được dịch vụ bảo hiểm hàng hóa như vậy thì bạn có thể yên tâm lựa chọn. 4. Có kho hàng ở Trung Quốc và Việt Nam. Một công ty vận chuyển hàng Trung Quốc được đánh giá uy tín khi và chỉ khi có kho hàng tại hai nước. Việc có kho hàng ở cả Trung Quốc và Việt Nam sẽ giúp việc lưu trữ, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn. Đồng thời, việc kiểm đếm, phân loại hàng để tránh thất lạc,
hỏng hóc trong quá trình vận chuyển cũng đơn giản hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu đơn vị vận chuyển đó không có kho ở một trong hai nước thì rủi ro khi vận chuyển lô hàng của bạn là rất cao. Thậm chí, bạn còn phải đối mặt với tình trạng vận chuyển chậm, mất hàng, thất lạc hàng thường xuyên. 5. Thời gian vận chuyển nhanh. Bất cứ ai khi lựa chọn dịch vụ vận chuyển cũng muốn đơn hàng của mình về đến nơi trong thời gian sớm nhất. Đối với những công ty vận chuyển hàng Trung Quốc uy tín, họ sẽ cam kết cho bạn thời gian vận chuyển hàng. Tuy nhiên, nếu gặp phải một số yếu tố khách quan khiến lô hàng về chậm hơn so với thời gian dự kiến như tắc biên, kiểm hóa, thì nhân viên của đơn vị vận chuyển đó sẽ có trách nhiệm thông báo đến khách hàng. Do đó, khi lựa chọn đơn vị vận chuyển, bạn hãy tìm đến những công ty cam kết thời gian vận chuyển hàng và quy trình chuyển hàng rõ ràng. 6. Hệ thống quản lý đơn hàng thông minh. Để giúp việc quản lý đơn hàng dễ dàng và thuận tiện, thông thường các đơn vị vận chuyển uy tín sẽ có hệ thống theo dõi riêng. Thông qua phần mềm, cả khách hàng và đơn vị vận chuyển đều dễ dàng theo dõi tình trạng đơn hàng. Thậm chí các khoản phí, loại hàng vận chuyển đều được hiển thị chi tiết trên hệ thống. Trước khi bắt tay làm việc với đơn vị vận chuyển, bạn hãy kiểm tra xem đơn vị vận chuyển đó có đủ những tiêu chí kể trên hay không, và tốt nhất bạn hãy đến làm việc trực tiếp tại văn phòng của họ để đảm bảo hơn về đơn hàng của bạn. Cảm ơn bạn đã xem hết video và chúc các bạn thành công trong việc lựa chọn đơn vị vận chuyển Trung Việt uy tín.